kính chào quý khán thính giả. Đây là chương trình siêu âm tướng Pháp với chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio và Mộng Lan với ống kính của Đỗ Minh Dũng. Mộng Lan xin kính chào thầy. Dạ, xin chào cô Mộng Lan. Xin chào tất cả quý cụ, bà, anh chị em đang lắng nghe và theo dõi. Dạ. Trong chương trình hôm nay tôi biết rằng cô rất thắc mắc về vấn đề là ở cái khoa địa lý phải không? Dạ, đúng như vậy, cái khoa phong thủy đó thưa thầy. Nhưng mà bây giờ đó thì Mộng Lan muốn khoe với quý khán thính giả một chút xíu là ở tại Am Đại Hữu, khi mà quý vị bước vô, quý vị sẽ thấy một cái không khí vô cùng là thiên nhiên. Quý vị có những cái cây chuối mà ở trên có những cái buồng chuối, quý vị nhìn quý vị nhớ quê hương vô cùng. Rồi ở dưới ngay cây chuối bên tay trái của Mộng Lan đây, cũng như là chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio, là cái cây hoa quỳnh, quý vị, là cái cây thanh long thưa quý vị. Quý vị nhìn thì quý vị thấy là bây giờ là lá xanh ngằn ngặt, nhưng mà có một buổi tối đó thì khi mà Mộng Lan đưa thầy về lại Am Đại Hữu đó, thì Mộng Lan đã được thầy cho Mộng Lan xem những cái đóa hoa thanh long nở rất là đẹp về đêm. Đó là như là những cái đóa hoa quỳnh đó thưa thầy. Thì thầy Lê Tấn Đạt có nói cho Mộng Lan biết là những cái đóa hoa đó nó chỉ nở trong đêm nay, rồi đến sáng mai là nó tàn lụi, có phải không thưa thầy? Và thầy đã nói đúng y chang như vậy. Thưa cô, rất là đúng. Bởi vì hoa thanh long á, nó một cái giống nó tương tự, nó cũng gần họ hàng với lại quỳnh hoa. Mà quỳnh hoa thì nó đúng 12 giờ đêm, nó nở đúng 12 giờ đêm, sau 12 giờ đêm là nó tàn. Còn thanh long cũng vậy, tại vì dòng họ của nó, nhưng mà nó có cái cốt truyện. Cái cốt truyện đó nó cũng hư hư thật thật, nhưng mà cốt truyện nó rất là hay. Cô có muốn tôi kể cái cốt truyện đó không? Dạ, nếu không dài thì mà thầy cứ kể đi ạ. Là bởi vì hồi ngày xa xưa có một vị vua, hễ ai là người đẹp là ổng đem ổng tiến cung hết. Cung phi mỹ nữ toàn là đẹp không mà tiến riết rồi không còn ai tiến nữa hết. Tới em gái mình rất đẹp bắt tiến cung luôn. Nếu mà bây giờ nhà vua kêu tiến cung mà không chịu lấy nhà vua thì sẽ bị chém đầu. Mà bây giờ là anh mà lấy em thì nó lộn ngôn quá. Cho nên là công chúa Quỳnh Hoa đó tức quá không biết phải làm sao. Công chúa Quỳnh Hoa mới là nhờ một vị thầy thuốc rất là giỏi cho một liều thuốc độc, làm sao mà hẹn ông vua ra. Đến cái điểm đó hãy vừa thấy ông vua là chết liền. Thì cổ mới hẹn bại hạ tối hôm nay đúng 12 giờ đó, bại hạ ra ngay cái điểm đó thì tôi sẽ tiến cung với bại hạ. Thì ông vua vừa ra gặp công chúa Quỳnh Hoa đẹp quá, thì vừa thấy đẹp quá cái kêu Quỳnh Hoa công chúa, thì công chúa ngã cái rạch xuống chết liền ngay lập tức. Rồi ổng thương tiếc không biết làm sao mới cho người chôn ngay ở cái chỗ mà cái điểm hẹn đó luôn. Thì ổng ra ngoài mộ ổng khóc dòng thời gian. Thì ở cái mộ đó nó không có một cái cọng cỏ nào, tự nhiên nó mọc lên cái cây bông quỳnh. Không biết đặt nó là cái tên gì, nhưng tại vì đó là công chúa Quỳnh Hoa cho nên mới là đặt là Quỳnh Hoa là như vậy đó. Là cái cốt truyện là của công chúa Quỳnh Hoa nở rất đẹp. Khi mà bắt đầu từ chiều nó nở, nó chuyển mình, nó rung chuyển, trời không có gió mà chuyển mình, mình ngồi mình uống nước trà. Mà ai mà muốn chơi Quỳnh Hoa cầu tài rất là hên vô cùng. Về vấn đề phạm vi nhà sửa địa lý, trồng cây hoa quỳnh, ngồi uống nước trà, bỏ tâm trì chú, đọc kinh, ngắm nhìn hoa quỳnh, mình trì và ký gửi vô trong hoa quỳnh, rồi bắt đầu sự tài lộc thịnh vượng của mình nó có một cái sự rất là lạ lùng, phải tin thì nó mới là linh. Nó là vậy. Tôi thí nghiệm rất là nhiều lần. Một câu chuyện rất là cảm động. Và những cái hình ảnh mà quý vị đang còn xem đây đó là những cái hình ảnh do chính Mộng Lan chụp bằng cái điện thoại Samsung Galaxy S7 Edge thưa quý vị. Thì một đêm về đó, công việc rất là bề bộn và làm cho Mộng Lan rất là mệt mỏi. Thì khi Mộng Lan vừa về đó thì Mộng Lan nghe thầy Lê Tấn Đạt la lên, cô có muốn coi hoa thanh long nở hay không, nó giống như hoa quỳnh vậy đó. Thì Mộng Lan mới chạy ra. Thì lúc đó là trời tối lắm thưa quý vị. Thì Mộng Lan mới vặn cái flashlight của cái đèn pin của thầy Lê Tấn Đạt lên, thì là mới thấy hai thầy trò ngắm hoa thanh long. Và thầy đã kể cho Mộng Lan nghe cái câu chuyện mà công chúa Quỳnh Hoa này, tại vì cái hoa này nó giống y hệt như là hoa quỳnh. Thì quý vị biết không, là nó đẹp mãn khai như vậy đó, nhưng mà đến buổi sáng hôm sau Mộng Lan đến rước thầy đi lên văn phòng thì Mộng Lan lại thấy rõ ràng là nó đã cụp hết, mà nó tàn lụi, mà nó rất là tội nghiệp thưa quý vị. Khi mà nói về địa lý phong thủy đó thì chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt đến tận nhà quý vị, cũng như là đến tận cơ sở thương mại quý vị và xem, thì tùy theo cái tuổi của cái người đó, không phải ai cũng trồng hoa quỳnh mà tốt, có phải không thưa thầy? Dạ thưa cô, rất là đúng. Nói chung á, hoa cỏ cây thảo mộc của chúng ta
không phải mình thích chân là chân, mình thích để chỗ nào cũng được đâu. Có nhiều khi chậu hoa rất là tốt đẹp, nhưng mà để ngay chỗ đó là tán gia bại sản, tại vì nó không có hợp. Còn cái chỗ đó nó xấu đau xấu đớn à, nhưng mà đặt cái vật này, đặt cái chậu bông hoa kia, nó lại là hợp vị. Do nơi là cái bản lãnh của một người thầy, phải biết rằng chỗ nào để cái nào, chứ không phải để theo cái cặp mắt thẩm mỹ của mình mà là được. Có nhiều người nói, thôi tôi không tin đâu, tôi là tin lành, tôi có Chúa, tôi không tin đâu, tôi chỉ tin có Chúa thôi. Cho nên họ muốn để đâu họ để, tranh ảnh muốn treo đâu họ treo, mọi chuyện do Chúa sắp đặt thì cái đó tốt. Nhưng ở trong khoa địa lý không cho phép, nó là như vậy. Trong khoa địa lý, chúng ta đã là sanh ra ở cái thế gian này, hãy ai mà mang tất cả các mấy chục ký lô thịt sống xương sẩu máu huyết này thì không ngoài cái lãnh vực ngũ hành. Bất cứ đạo giáo nào, tôn giáo nào, thần tướng nào mà chúng ta đã hiện hữu và con mắt nhìn thấy được, nó đều là một phân tử, mà tất cả các phân tử đó đều phải nô lệ trong một bầu đại nguyên tử, đó là càn là trời, khôn là đất. Cho nên á, đạo tam tài, thiên là trời, địa là đất, chúng ta là nhân, đứng trên mặt đất là chúng ta ở giữa, thì á, đó là nhân, nhân là người, không ngoài cái đạo tam tài, chứ không có nói đến đạo giáo nào cả. Mộng Lan cũng xin thưa là trong suốt quá trình mà Mộng Lan đi cùng với lại Chim Tinh Gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio để mà xem địa lý, tại vì Mộng Lan là học trò của thầy đó, thì Mộng Lan đi theo đó, thì Mộng Lan thấy có như thế này là có những cái nơi mà quý vị đã mời một vị thầy địa lý về để mà làm cho quý vị rồi, nhưng mà có lẽ vì cái lý do là có thể là cái vị thầy địa lý đó cho quý vị 10 điểm quý vị phải làm, thì quý vị chỉ làm có 7-8 điểm thôi, rồi quý vị thấy là nó không có hữu hiệu thì quý vị lại gọi thêm một vị thầy nữa. Thì Mộng Lan xin thưa rằng đó là nếu mà quý vị đến gọi một Chim Tinh Gia, địa lý gia về để mà xem phong thủy cho quý vị đó, thì trước hết nếu mà cái vị thầy đó đưa ra 10 cái sự cần thay đổi, thì quý vị phải thay đổi hết 10 cái mà y hệt như là các quý thầy nói. Chứ nếu mà quý vị chỉ sửa có một vài cái rồi quý vị thấy ô, bây giờ nếu mà cái chỗ đó mà tôi treo cái phong linh, hay là tôi treo cái trái crystal để mà theo như thầy nói là phá khí, thì nó mất đẹp cái chỗ đó, quý vị không treo thì chắc chắn là cái địa lý quý vị nó không có hữu hiệu thưa quý vị. Giống như bây giờ chúng ta bệnh mà chúng ta đi một vị thầy thuốc á thưa thầy, mà thầy thuốc cho chúng ta ba loại thuốc uống, mà chúng ta vì không thích cái viên cuối cùng nó mập nó bự quá, chúng ta nuốt không được, chúng ta chỉ uống hai loại thuốc thôi, thì làm sao mà hết được, phải không thầy? Dạ thưa cô, rất là đúng. Nói về thuật của địa lý, địa là gì mà lý là gì? Địa là đất, lý là số, mà lý cái gì có lý là cái đó có khí, hay mà cái gì không có lý thì cái đó không có khí. Ví dụ như đồng thanh thì tương ứng, mà đồng khí thì tương cầu. Bởi vậy mới nói con người của chúng ta đó, khi dạng vật sinh ra đó, đều cổng dương và ôm lấy âm. Không gì mà không có thái cực, không gì mà không có lưỡng nghi. Quấn quýt bên nhau biến hóa chẳng cùng, hình một khi đã thụ sinh, thần một khi đã phát chí, thật giả sẽ xuất hiện ở đó, muôn sự sẽ khởi lên từ đó. Chẳng phải dương là quân tử, âm là tiểu nhân. Mỹ đức của dương là sáng, cương, kiện, cứng, rắn, khỏe, mạnh, quân tử, sự sống. Đó là mỹ đức của dương. Nhưng mà hung đức của nó là gì? Chém, giết, sát, phạt, cắt, đứt, diệt, chủng, bạo, tàn. Đó là cái hung đức của nó. Còn cái mỹ đức của âm đó là nhu, thuận, hài, hòa, vâng lời, thuận, tòng, mềm dẻo. Nhưng mà cái hung đức của nó là gì? Là câu độc, yếm trá, ném đá, giấu tay, giết người không gươm không dao. Đó, cho nên mình á, muốn trị người quân tử thì mình phải tốt hơn cái người quân tử đó, là mình đánh cái người quân tử đó rớt liền. Còn nếu mà mình muốn trị người tiểu nhân thì mình phải đại tiểu nhân hơn cái người đó, thì mình sẽ đánh rớt cái người tiểu nhân đó liền. Chứ đừng có nên mà lấy lòng quân tử mà đối đãi với người tiểu nhân là mình chỉ có lỗ mà thôi. Nó là như vậy. Và thưa với quý khán giả luôn, đó là tùy theo cái tuổi của quý vị, của cái người chủ nhà hoặc là chủ cơ sở thương mại mà cái cách dời đổi nó khác nhau thưa quý vị. Chứ không phải là khi mà chúng ta nghe giống như Mộng Lan đi theo Chim Tinh Gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio,
đã một năm nay mà Mộ Lan thấy mỗi một lần đó, Mộ Lan tưởng rằng Mộ Lan học được là thầy sẽ phá cái khí này khí kia, thì đến một cái chỗ khác, một cái người tuổi khác, thầy lại nói hoàn toàn là khác hết. Thành ra Mộ Lan mong là quý khán giả mà đã tin vào một thầy địa lý phong thủy, trong đó có chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio, khi quý vị mời cái vị thầy đó đến nhà hay là đến cơ sở thương mại của quý vị hãy làm đúng y hệt như là những cái gì mà quý thầy nói. Riêng với Mộ Lan, khi mà Mộ Lan đi theo chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio đó, thì Mộ Lan quay phim dùm cho quý vị, Mộ Lan quay cái gì mà thầy nói, dặn quý vị làm, để mà khi mà quý vị quên, quý vị có thể coi lại để mà quý vị biết là cái chỗ đó phải làm như thế nào, đặt để như thế nào. Tại vì Mộ Lan rất là quan trọng về cái chuyện là quý vị phải sửa đúng theo như là chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio đã nói với quý vị. Trong quá khứ thì thầy đã giúp cho rất là nhiều người sửa vào các quý vị này làm đúng y bon những cái gì mà thầy nói. Vì vậy cho nên có thấy sự thay đổi và quý vị này đã đến cảm ơn thầy. Thì cái số điện thoại để quý vị gọi để được chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio đến nhà quý vị xem phong thủy cho quý vị, hoặc là xem phong thủy cho cơ sở thương mại quý vị, là 714-909-4322, 714-909-4322. Siêu âm tướng pháp là pháp môn vi diệu đạo gia Phật màu. Siêu âm tướng pháp bao gồm luận đoán ngũ quan, âm thanh, giọng nói, bộ đi, tướng đứng, dáng điệu nằm ngồi, tốt xấu, sang hèn. Chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt đã được chân sư đào tạo trên 30 năm học hỏi trong nghề, bắt đầu được làm thầy từ lúc 12 tuổi. Chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt chuyên về siêu âm tướng pháp, tử vi, bói bài, bát quái, cửu cung, xem chỉ tay, địa lý phong thủy, bốc dịch. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về số mệnh cuộc đời mình, xin gọi để lấy hẹn với chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt ở số 714-909-4322, 714-909-4322.